Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký, cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 50 top cần có kiểu là AMN chạy trên nền tảng của Tomochan nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở tờ đăng start chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm vào AMN nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group follow trailer nha các bạn. Ui, này các bạn join vào quá. Tiếp tục thì các bạn bấm vào một tụ Telegram tách nè các bạn. Rồi, các bạn join vào kênh Telegram group để nhận 15 top càng nha các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn bắt đáp lại. Ui. Sau khi các bạn join vào kênh Telegram group thì các bạn điền là username Telegram các bạn đã join vào các bạn. À, cộng anh 1 2 3. Rồi mình gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn tới cái tab thứ hai là các bạn follow tờ Twitter nha các bạn. Các bạn nhấp tờ Twitter tab nè. Thì các bạn copy hết tab này nha các bạn. Các bạn vào đây các bạn follow tờ Twitter nè. Ui, sao mà nói cái này rồi ta. Sorry các bạn nhấp vào một ngón tay nè các bạn. Các bạn bấm vào đây follow tờ Twitter nè các bạn. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho bị viết đã ghim nha các bạn. Các bạn dán hashtag các bạn đã copy vào nè. Thôi ta. Sorry các bạn, để mình follow lại các bạn. Các bạn follow nè, các bạn chỉ dẫn cho tờ tweet đã ghim nè. Dán cho tờ tweet nè. Các bạn tăng ba người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn tờ tweet lên nè. Rồi các bạn bình luận luôn cho các bạn. Rồi bạn trả lời nè. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục còn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn đã follow nè các bạn. Account win VNNH9 nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào một này tôi cần Safi các bạn. Dịch lên. Đây thì này bỏ các bạn bỏ qua nha các bạn. Rồi bấm vào một Tomo Wallet Address nè các bạn. Tiếp tục thì bạn điền địa chỉ Tomo của bạn nha các bạn. Thì cái ví Tomo này các bạn có thể backup trên ví chuột wallet của mình sang mạng Tomochan nha các bạn. Các bạn dùng 12 chuỗi cụm từ bảo mật backup qua Tomochan trên ví chuột wallet nè. Hiện tại tôi cần Tomochan với giá 2 đô cho một cần các bạn. Rồi các bạn bấm sao chép nè. Hoặc các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví tôi cần podcast hoặc và các bạn tích hợp mạng Tomochan và MetaMask các bạn. Bạn dán vào đây nè. Để cho bot nè. Tomochan. Ok. Này được có nhiều rồi. Menu. Rồi bạn bấm vào My Mi Balance nè các bạn. Mình đã nhận được 55 token có hiệu là AMN nè các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 55 token AMN đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.